Dạ vâng, mình chào quý anh chị và các bạn yêu mến âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hiện tại là đầu tháng 4 của năm 2024 nha mọi người. Và bây giờ cũng đang là buổi tối thì mấy anh em bên phương Nam Sài Gòn đang tích cực tăng cao của những đơn hàng của tất cả quý anh chị và các bạn đã yêu mến và đã đặt cho bên phương Nam Sài Gòn. Ở đây em trai đang ráp mẫu loa PN1423 Pro VIP này. Với mẫu loa được trang bị một bát 40 và hai bát 30 thì được bên phương Nam thiết kế ra năm trước dịch Covid mọi người, và được khách hàng yêu mến cũng như là đặt mua rất là nhiều. Và bên phương Nam Sài Gòn tới nay đã nâng cấp rất là nhiều rồi và giá thành thì rất là hợp lý cho anh chị nha mọi người. Với mẫu loa PN1423 Pro VIP thì năm 2024 giá vẫn là 11 củ nha mọi người. Thì bên phương Nam Sài Gòn đã thay đổi cũng như là đã nâng cấp theo thời gian, nhưng mà giá thì sẽ hợp lý cho anh chị nha mọi người. Giá sẽ là 11 củ cho anh chị ạ. Rồi cảm ơn tất cả quý anh chị bạn đã yêu mến và đồng hành cùng phương Nam Sài Gòn. Rồi và bây giờ lại phỏng vấn em trai đang ráp xem là đang ráp với cấu hình như thế nào nha mọi người. Thì anh chị cũng thông cảm nha, tại vì anh em bên phương Nam Sài Gòn toàn là người miền Trung mọi người, cho nên tiếng nói nó hơi nặng và khó nghe một chút, anh chị cũng thông cảm nha mọi người. Này ráp loa gì vậy? Là ba bát công suất lớn này. Giới thiệu qua cấu hình coi. Đây. Đây là bát 40 từ 19 côn 75. Rồi quay phía sau. Đó. Rồi còn ba bát thì ba bát thì từ 17 côn 65. Ở đây trên này chép 450 RCF. Đây là chung 20. Đây lại là bình 30. Còn bo mạch thì bo mạch công suất lớn. Vâng, và đó cũng là một trong những lý do mà bên phương Nam Sài Gòn ít có anh em review mọi người. Thì bên phương Nam Sài Gòn đa số là anh em người miền Trung, cho nên tiếng nói hơi nặng và khó nghe một chút, cho nên là anh chị cũng thông cảm nha mọi người. Và bên phương Nam Sài Gòn đã khắc phục cái điều đó, là bên phương Nam Sài Gòn cách đây rất là lâu rồi, và bên phương Nam Sài Gòn đã bắt bát chép cũng như là phụ kiện linh kiện để ra ngoài để khách hàng có thể dễ dàng đặt hàng nha mọi người. Và có rất nhiều anh em trong ngành cũng như là khách hàng đón nhận rất là nhiều, và cũng có rất nhiều anh em trong ngành âm thanh đã làm theo bên phương Nam Sài Gòn. Anh chị chúng ta trước khi mà đi mua một chiếc loa nào đó thì chúng ta phải cân nhắc là chúng ta phải biết cấu hình trong của chiếc loa như thế nào, bát chép phụ kiện cũng như là linh kiện ở trong như thế nào chúng ta mới đặt hàng nha mọi người. Tại vì âm thanh hiện tại là có rất nhiều cửa hàng sẽ khác nhau, mặt hàng bề ngoài sẽ giống nhau nhưng mà ở trong linh phụ kiện thì sẽ khác nhau hoàn toàn nha mọi người. Anh chị cần cân nhắc điều đó trước khi mà chúng ta mua hàng nha mọi người. Anh chị đặt hàng thì chúng ta phải hỏi cửa hàng cho xem mặt hàng trong của dàn loa như thế nào rồi chúng ta hẳn đặt hàng nha mọi người. Vâng, và bên phương Nam Sài Gòn cảm ơn tất cả quý anh chị các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã luôn yêu mến và đã đồng hành cùng phương Nam Sài Gòn, cũng như là lời cảm ơn nhân đôi nhân ba cho những khách hàng đã mua và sử dụng và giới thiệu cho người quen.